Hi, xin chào tụi em đã quay trở lại kênh Cao Tiên.com. Trong cái này mình sẽ review sản phẩm đồ chơi spinner, nhưng mà không phải là spinner bình thường đâu. Đây là spinner dành cho những dân nhậu nhẹt và hay nhậu. Anh em đã bao giờ mà đi nhậu nhẹt uống rượu mà chơi quản tù tùy để xem ai phải uống hay là chúc ai phải uống hay gì đấy? Thì cái đấy là xưa rồi, bình thường rồi. Đây, sản phẩm này nhá, nó sẽ xoay, vâng, xoay quay đều, không quay đến ai thì phải uống thôi. Mà ai số đen mà quay đều vào mình thì không phải chịu thôi. Đấy, phải say thôi. Rồi, anh em theo dõi xem sản phẩm này nó hay ho như thế nào đấy. Ít chỗ. Đấy, cái này mình đặt trên Shopee. Đằng sau có mỗi cái tem ra hàng tiết kiệm. Hàng tiết kiệm thì rất là tiết kiệm, mà đúng là chất tiết kiệm luôn. Tiết kiệm cả cái pin ấy. Thì đúng là cái mảnh giấy nhỏ nhỏ này, có cái mã đơn hàng, cả cái địa chỉ, rất là nhỏ xinh, đúng là tiết kiệm. Rồi, ok nghe, đây, sản phẩm đây, Shop Spinner. Đấy, anh em vừa mua sản phẩm này, mình sẽ để link vào dưới video. Đó, không phải spinner bình thường, có cốc, có chén, có bàn tay, gọi là ma thuật. Fast moving and thundering gì đấy, nói chung tay mà chỉ đến ai thì thôi. Vỡ mồm, just add alcohol and spin away. Đó, Shop Spinner, chơi cái này mình thú vị chứ. Win hay là đến ai người đấy uống thì quá là bình thường luôn. Đấy, chơi cái này mà chẳng may ông gáo đen thì một phát thì uống mấy chén nữa thôi ngất trên cành quất luôn. Thế vui lắm, tầm 4-5 người chơi, 4-5 người trên bàn nhậu uống rất là vui luôn. Thì nói chung là khi nào mình đi ăn uống thì mình mang theo cái vũ khí này. Để gọi là, nói chung là mình không biết uống rượu bia đấy. Có cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho mình, tại vì số mình rất là may. Đấy, yên tâm là quay không bao giờ vào mình đâu. À, ui, đây, có cả cái cốc thủy tinh này. À, chén, gọi là chén để uống rượu, một cốc vỡ mồm. Thế đâu. Đấy, rồi, wow. Rồi, đơn giản vậy thôi, ở trong này nó có kiểu một cái vòng bi bên trong này, đấy. Thấy không? Rất là đơn giản. Theo quay theo kiểu gọi là spinner ấy. Đấy, trong này không có gì cả, ở trên này là nhựa này. Để chén ở đây, ở dưới cái đế không có gì. Đấy, xung quanh không có gì, làm hoàn toàn bằng nhựa đấy. Và có bàn tay chỉ lên trời. Đấy, hận đời vô đối, úp mặt xuống gối, vô đối thật sao. Đấy, thế thôi. Rồi, anh em xem cận cảnh nhé. Bàn tay này cái nhựa cũng khá là dày và chắc chắn đấy. Sản phẩm này khá là chắc, khó bị vỡ, khó bị nứt. Đấy, không op ép. Và đây là cái chén này thì anh em chẳng may cầm cái này đi mà quên chén thì đẩy chén này thiếu gì. Đấy, đặt chén lên này và để ở giữa bàn nhậu như thế này. Đấy, đây là bàn nhậu, vâng, 4-5 đại ca ngồi xung quanh này và bắt đầu quay như này. Ui, vào ai yên tâm, mình đang ngồi đây nhá, đảm bảo không vào mình. Ui. Đây, chéo bên này nữa, đấy, không phải mình phải như thế này, đó, không biết vào mình nhá, đây, xoay tiếp. Bên này phải giữ ở dưới, nếu không anh em mà giữ trên này thì cảm giác nó không chắc chắn, với cả chúng ta đổ nước vào thì trọng lượng nó nặng hơn, thì nó sẽ giữ được cái trục này nó chặt hơn, đỡ bị lung hơn, đỡ bị gọi là lay động rồi đấy. Xoay nhá, bây giờ vào ai thì sẽ phải uống nhá. Đây, mình thì như này, còn anh em thì sẽ như này, đấy, đảm bảo vào anh em này, nhìn nhá. Hack. Và anh em lại chắc. Ui, gần vào, đây vào đây rồi, ok. Đó, kiểu chơi nó như vậy mà. Vào người đấy thì tôi xin mời anh uống thôi. Rồi, link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhé. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Đấy, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm gọi là Ice Spinner đấy, để dành cho những cái dân nhậu nhẹt đấy. Chơi cũng vui chứ, cực kỳ vui luôn. Bố nào đen thì cứ xoay vào thôi, vâng, phải chịu thôi. Anh em có thấy video ấy thì like, ấn chuông, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình đạt 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye. Rồi, nốt phát này.
và anh em là cái chắc thẳng này. Thắng. Không bao giờ vào mình luôn. Đấy, thấy chưa? Không bao giờ vào mình đâu.